Có khi nào dưới đây còn rắn không chú? Rắn hả? Dạ. Rắn cũng ít lắm. Trời ơi. Ủa mà chú có lén chú bỏ thêm vô nè chú. Anh Đạt ảnh nhắc lên được hai con mà một con chết nha. Còn con sao? Sao? Chị của em làm được nhiêu cặp rồi? Dạ một cặp. Một cặp thấy chưa? Tất cả hai tay. Không phải. Cái gì? Thì hai đứa nó còn nhỏ, mẹ nó chết nó cũng không biết nữa. Rồi cũng bà ngoại ở đây cũng chăm sóc cho nó, đút cái đồ cho nó ăn từ nhỏ tới lớn rồi tới bây giờ luôn. Con thì nó mất, nó đã mất rồi. Bây giờ để lại hai đứa cháu thì cũng phải ráng dương lên cố gắng mà để mà muốn hai đứa cháu nó đi học lắm. Sau này tôi với ổng có mất nữa đi thì nó đi học cao, nó có cái tương lai của nó đỡ tấm thân nó. Tôi muốn lớn nhất của em bây giờ là được đi học tới nơi tới chốn. Sau này sẽ có một cái công việc làm ăn, cuộc sống ổn định hơn.